Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số sàn đến từ thương hiệu của Hàn Quốc quý vị và nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Accent. Chiếc xe được sản xuất năm 2020 và đã lăn bánh được hơn 7 vạn km rồi. Chiếc xe này cũng rất là mới, rất là đẹp. Chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 379 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 2020 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cả chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu chi tiết chiếc xe Hyundai Accent 2020 lăn bánh được hơn 7 vạn km rồi các bạn nhé. Nhìn về phần bên ngoài, về phần nước sơn bên ngoài thì nước sơn zin của xe còn rất là nhiều luôn các bạn nhé. La răng đúc, dàn lốp cũng rất là dày luôn. Đấy, dàn lốp còn rất dày, rất là mới luôn các bạn nhé. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Nhìn về cái phần đầu, cái phần ba đợt sốc trước thì quý vị các bạn thấy đây rất là đẹp luôn, xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Tất cả là còn rất là mới, rất là đẹp, toàn bộ từ mặt ca lăng, lưới tản nhiệt, đèn pha bi xenon, đèn led ban ngày này, đèn gầm đầy đủ cả rồi. Phiên bản này là phiên bản Accent bản đủ luôn các bạn nhé, số sàn nhưng mà nó là bản đủ nên xe đã được trang bị la răng đúc đấy, hệ thống đèn pha là đèn bi, đèn led, đèn gầm đầy đủ hết cả rồi. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, rất là mới luôn. Đây là cái phần sườn bên phụ các bạn nhé, sườn bên phụ cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này, tất cả còn rất là đẹp này. Đấy, dàn lốp thì còn rất là dày, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa luôn các bạn nhé, tất cả còn rất đẹp luôn. Và đây là cái phần ba lần sốc sau thì quý vị các bạn thấy đây, nhìn từ đằng sau là chúng ta đã thấy được xe đã được trang bị màn hình camera lùi, cảm biến lùi. Cụm đèn hậu đây, cụm đèn hậu cũng đã được trang bị là đèn led rồi các bạn nhé. Hyundai Accent bản đủ sản xuất năm 2020 lăn bánh được hơn 7 vạn km các bạn nhé. Nhìn về bên ngoài, phần thân vỏ bên ngoài, phần nước sơn bên ngoài còn zin rất là nhiều, sơn zin còn rất là nhiều luôn các bạn nhé. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất cũng như là về phần option bên trong. Xe được trang bị là khóa thông minh này, bấm tay để mở cửa này. Và đây là cái phần táp bi cánh cửa phía trước bên lái, toàn bộ từ keo chỉ này, keo chỉ cánh cửa này, táp bi cánh cửa này đều rất là đẹp, rất là mới luôn. Vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp. Khóa thông minh đây các bạn này, còn đủ luôn hai chìa các bạn nhé. Khóa thông minh, đè nổ, start top. Đấy. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đấy. Đồng hồ công tơ mét, chiếc xe này lăn bánh được hơn 7 vạn km rồi này. Màn hình đầy đủ hết luôn các bạn nhé. Toàn bộ về phần nội thất ghế da rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, và đây là cái tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, phiên bản 1.4 MT, đấy, sản xuất tại Việt Nam, sản xuất là lắp ráp bởi Honda Hyundai thành công các bạn nhé. Đấy, rất là mới luôn. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem toàn bộ này. Keo chỉ cánh cửa này, táp bi cánh cửa này, nội thất ghế da, hàng ghế ngồi phía sau đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Accent 2020 bản đủ này cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau rồi các bạn nhé. Đấy, có cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau, trải sàn da đầy đủ hết cả rồi, rất là đẹp. Và đây là cái phần cốp sau, ốc cốp sau còn nguyên bản các bạn này, chưa có vết tháo nhá. Ốc nguyên bản này, keo chỉ cốp sau còn nguyên bản này. Đấy, tất cả ở những cái cốp sau này là còn nguyên bản hết này.
rất đẹp luôn, rất là mới luôn các bạn nhé. Và cái khoang hành lý, khoang cốp sau, khoang để đồ đây cũng rất là rộng. Ở những chiếc xe ASEAN là nó ở phân khúc sedan, cho nên là cái cốp sau rất là rộng các bạn ạ. Đấy, và chiếc xe này rất là đẹp này, cũng không có để đồ nhiều, cho nên là toàn bộ từ những cái phần nỉ này, đấy, phần nỉ này đều rất là mới luôn các bạn nhé. Lớp sơ cua đấy, và là nhìn đằng sau này chúng ta biết được luôn chiếc xe này chưa có đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả từ cái phía sau này các bạn nhé. Những cái phần nỉ đều rất là đẹp luôn này. Và đây là cái táp bi cánh cửa phía sau bên phụ, toàn bộ từ những cái phần keo chỉ này, táp bi cánh cửa này đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, rất là mới, nội thất rất mới luôn. Và đây là cái phần táp bi cánh cửa phía trước bên phụ này, toàn bộ là keo chỉ là cũng còn nguyên này, táp bi rất đẹp này, toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô đều rất là mới luôn. Vô lăng, cần số, tay phanh đấy đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, hai khóa cũng rất là mới luôn, hai khóa thông minh. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất của chiếc xe Hyundai ASEAN 2020 phiên bản đủ này. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ. Trước tiên thì cho quý vị và các bạn xem về cái ốc cabo này. Ốc cabo nguyên bản này, keo chỉ cabo còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản hết luôn này. Đấy, ốc cabo này còn nguyên đến ốc tai. Tất cả ở trong cái khoang động cơ này là còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, từ những ốc chân máy này, ốc mặt máy này còn nguyên bản hết này. Đấy, rất là đẹp, chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đi rồi. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc ASEAN này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.4 lít kết hợp với hộp số tay 5 cấp quý vị và các bạn nhé. Đấy, và điều đặc biệt chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị các bạn ở chiếc xe này đó là nó còn nguyên bản và còn rất là mới. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn nó còn nguyên bản và còn rất là mới các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai ASEAN 2020 lăn bánh hơn 7 vạn này phiên bản đủ, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.